Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp và mọi người cũng có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Em đã làm thành video chi tiết nhất rồi và đưa lên trên kênh để cho mọi người tham khảo, và cũng rất mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách là mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng do chính tay người Việt làm ra. Và mọi người hãy nhớ là nhấn cái nút theo dõi kênh để liên tục được thông báo về những sản phẩm em làm thành video và đưa lên trên kênh. Và ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một tác phẩm, đó chính là một chiếc mai bình tứ cảnh sơn thủy quê hương. Tác phẩm này thì hôm trước em có giới thiệu với mọi người về cái phiên bản là chưa mạ vàng rồi, còn hôm nay là sản phẩm đã mạ vàng lên, và hiện tại thì còn một cái nữa là em chưa chưa hoàn thiện xong vàng và lên được một chiếc, thì em lên mẫu cho mọi người tham khảo. Mọi người có thể đặt hàng nhé. Và cái tác phẩm này với chiều cao là 82 và đường kính bụng này là 42, cao 82 đường kính bụng 42, chất sứ trắng xuyên sáng. Đây thuộc dòng sứ trắng men cử, họa tiết vẽ tay mạ vàng 24K. Vàng này sẽ dùng vàng nước vẽ lên chiếc bình khi đã hoàn thiện rồi, sau đó nung lại nhiệt độ 800 độ C. Vàng sẽ bám ở trên này giống như vàng mạ trên nhẫn trên đồng hồ. Bên em sẽ bảo hành cho mọi người lên đến 10 năm vàng không bị xỉn, không bị xuống màu. Nhiều anh chị lo sợ cái vàng này không phải là vàng thật, bên em sẽ bảo hành cho mọi người là vàng không bị xỉn, không bị xuống màu lên đến 10 năm. Còn riêng cái vấn đề là bản thân nhiều anh chị sẽ thắc mắc nữa là cái vàng này thì dùng lâu nó có bị mất vàng hay không, thì cái vàng này là nung qua nhiệt rồi, rất là chắc ở trên này. Nhưng nếu như mà anh chị ma sát, như hiểu là ma sát trực tiếp lên vàng nhiều thì vàng sẽ bị mài mòn, bởi vì bản thân cái vàng này là một lớp vàng mỏng ở bên ngoài men. Thì là lưu ý dành cho mọi người nha. Còn để bình thường như thế này thì vàng nó sẽ không bao giờ tự dưng mà nó bị bay mất. Vệ sinh những cái tác phẩm như này, mọi người dùng chổi lông gà, mọi người phải bụi hoặc là rẻ khô mềm, hạn chế dùng rẻ ướt thôi nhé. Hạn chế dùng rẻ ướt bởi vì sao? Bởi vì nếu mà dùng rẻ ướt lau, mọi người phải lau sạch bình trước, sau đó mới dùng rẻ ướt, bởi vì rẻ ướt nó sẽ cái này nó rất là bóng. Nếu dùng rẻ ướt mà khi mình bẩn đấy, nó sẽ làm bị bết bình lại, nó mất cái độ sáng và độ bóng của tác phẩm. Lưu ý dành cho mọi người nhé. Sứ này là sứ xuyên sáng mọi người nhé, sứ xuyên sáng, rọi đèn qua nó còn xuyên được ánh sáng qua, mình sẽ nhìn thấy nó ánh sáng nó xuyên qua đây, đấy gọi là sứ xuyên sáng. Bốn cảnh tác phẩm này, nếu như mà phòng khách nhà anh chị nào mà rộng, mọi người có thể thiết kế một cặp bình như thế này. Bình ánh sáng nó cao thì với không gian phòng khách rộng thì rất là hợp lý nhé. Nếu phòng khách rộng mình bày những chiếc bình thấp thì rất khó để đứng từ xa có thể nhìn được. Nhưng với phòng khách rộng, anh chị nên ưu tiên lựa chọn những cái bình cao, thì đứng ở góc nào trong nhà mình cũng có thể nhìn thấy được cái vật phẩm trang trí như thế này. Ở đây là một vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, dành mang đến may mắn cho gia chủ. Đây là gọi bình hút tài lộc mai bình. Nó cỡ đại mọi người nhé. Giá thì em có để bên trên video, và cái giá này là có thể sẽ thay đổi theo thời gian chứ không phải lúc nào cũng cố định. Đây là một cái lưu ý. Thank you.
Và dành cho những anh chị nào mà yêu thích cái mẫu tích cảnh sơn thủy này thì mọi người có thể lựa chọn bộ 3 tác phẩm để trưng bày trong phòng khách nhà mình. Tác phẩm Mai Bình cao 82 và đường kính bụng là 42 43 cm. Tác phẩm mẫu tích cảnh là cũng là tứ cảnh sơn thủy và cao là 50 và đường kính bụng cũng là 43 cm. Đây, mọi người cùng nhìn bộ 3 tác phẩm nhé. Bộ 3 tác phẩm này thì đẹp long lanh rồi. Đấy, mọi người nếu như mà quan tâm đến bộ 3 này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang gắn ở bên trên video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.